Chào Vân Anh, đã quay lại kênh của mình giới thiệu chiếc đồng hồ Odo hai lỗ, người gác chuông rất là nhỏ gọn, chiều cao từ đỉnh đầu xuống dưới là 36 cm, bề ngang là 26 cm, chiều sâu vô là 10 cm, tình trạng rất là đẹp nha. Cái nước mà gỗ còn rất là bóng, lành lặn, không có bị sức mẻ. Mặt số còn rất là đẹp. Cái này nó điểm nửa giờ mà điểm giờ nhé. Chuông nó nhỏ nhưng mà nó rất là vàng, rất là thanh. Rồi, cảm ơn tất cả các anh em, mình kết thúc video tại đây nha.